là một cái khoảng thời gian để chúng ta một năm chúng ta có thể gặp gỡ nhau, bạn bè, anh em, bà con. Thì trong những lần gặp mặt này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những lần văn nghệ, giải trí, vui chơi. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng với các bạn, đây là một sản phẩm, đây là một đồ chơi rất là hữu ích với chúng ta. Đây là Mobile AC. Chúng ta có thể đi du lịch và có thể sinh hoạt tại nhà với 6 cục pin này thôi. Nếu như chúng ta xài 6 cục pin tốt thì có thể kéo dài lên 10 tiếng đồng hồ. Và đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là volume dành riêng cho nghe nhạc, chúng ta có thể nghe nhạc beat để đánh chung với guitar. Và đây là volume dành riêng cho micro. Kế tiếp là volume dành cho guitar. Và đây chúng ta có chức năng chorus. Đây là chỉnh low và high, chỉnh độ trầm và sáng. Có chức năng win. Kế tiếp là độ vang, reverb. Xin chào các bạn. Thì với Mobile AC, tuy hình dáng nhỏ như vậy thôi nhưng mà công suất cũng khá lớn. Chúng ta có thể là sinh hoạt trong với diện tích là hơn 100 m². Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn là chức năng về acoustic của về tiếng âm thanh đàn guitar khi sử dụng qua Mobile AC. Và đây là tiếng micro mà mình đang nói là cũng là micro xài ở trên Mobile AC. Chúng ta thử tiếng guitar trước. Ở đây là chế độ bình thường, ở chế độ bình thường. Bây giờ cho thêm một chút vật nữa. Alo, 6 6 6. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi bây giờ chúng ta qua chế độ chorus. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rất hay thưa quý vị. Và đây nữa là chức năng win, chức năng mở rộng thêm. Low và high là để chỉnh sáng tối. Alo, 6. Vâng, vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay một sản phẩm tuyệt vời như thế này. Và hãy gọi cho tôi để có giá tốt nhất. Xin chào các bạn.